Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc tất cả các bạn có thật nhiều trải nghiệm khi đến với kênh tin tức của chúng tôi. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới sau đây nhé. Theo thông tin đăng tải, vài ngày trước, một ngư dân ở Nakhon Sitamarat, Thái Lan, trong khi rời bến đi câu cá trên biển, đã vô tình phát hiện rất nhiều vật lạ trôi nổi trên biển. Nhìn kỹ thì những vật lạ này có hình dạng hình các viên đá màu trắng nhũ. Kỳ quái ở chỗ, vật thể có hình dạng như những viên đá tảng, nhưng chúng lại nổi bồng bềnh trên mặt nước. Điều này thu hút sự chú ý, gợi lên sự tò mò của ngư dân. Vì vậy, anh quyết định vớt chúng lên thuyền. Sau khi vớt lên, ngư dân thử cắt những vật thể lạ này ra, dùng lửa đốt thì thấy có chảy ra chất lỏng màu vàng. Cảm thấy kỳ quặc, người dân quyết định đem toàn bộ 12 vật thể lạ này về nhà để hỏi mọi người cho rõ. Nhìn thấy những vật thể lạ này, những ngư dân khác cho biết chúng rất có thể là hổ phách biển, loại hổ phách cực hiếm. Sau khi tìm kiếm thông tin và kiểm định, xác nhận những vật thể lạ này đúng là hổ phách biển. Hổ phách biển có thể dùng để sản xuất nước hoa, là loại nguyên liệu cực hiếm rất được ưa chuộng cả ở trong và ngoài nước. Ước tính tổng giá trị 3kg hổ phách biển mà ngư dân Thái Lan vớt được có thể lên tới 3,35 triệu baht, tức khoảng 2,6 tỷ đồng. Mua đá phong thủy cho con gái, cha táo hỏa suýt giết chết con. Tại đồn cảnh sát, người cha đã vô cùng bàng hoàng khi biết được sự thật. Theo lời của anh, thấy trên mạng bán đá phong thủy quảng cáo là có chứa năng lượng biển sâu. Xét có thấy phù hợp với mệnh của con gái, anh đã quyết định mua tặng con. Theo thông tin đăng tải, cách đây không lâu, có một cặp cha và con gái ở Liêu Ninh, Trung Quốc. Trong khi đáp chuyến bay tới sân bay Chu Thủy Tử ở Đài Liên thì đã bị hải quan sân bay giữ lại. Lý do là bởi các nhân viên trong khi quét kiểm tra hành lý thì đã phát hiện trong hành lý của cô gái có một viên đá nhỏ phát ra bức xạ hạt nhân. Điều đáng nói, bức xạ của viên đá cao hơn 112 lần so với giá trị tiêu chuẩn. Hay nói cách khác, viên đá bị nhiễm phóng xạ rất lớn. Ngay sau khi phát hiện, hải quan sân bay đã liên lạc với cảnh sát địa phương và mời hai cha con người đàn ông về đồn làm việc. Tại đồn cảnh sát, người cha đã vô cùng bàng hoàng khi biết được sự thật. Theo lời anh, thấy trên mạng bán đá phong thủy quảng cáo là có chứa năng lượng biển sâu. Xét thấy phù hợp với mệnh của con gái, anh đã quyết định mua tặng con. Chẳng ngờ suốt 3 tháng đeo viên đá cha tặng, cô con gái thường xuyên bị chảy máu mũi không rõ lý do, khám chữa mãi mà không có kết quả. Không ngờ lần này nhờ hải quan sân bay, anh mới phát hiện hung thủ khiến con gái bệnh tật lại là viên đá anh tặng. Thật đúng là trong cái rủi có cái may, nguyên nhân được phát hiện kịp thời vẫn chưa quá muộn. Sau khi câu chuyện được truyền thông địa phương đưa tin đã nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn. Đa số mọi người đều rất ngạc nhiên và cho rằng người cha đã quá vô ý mua đá phong thủy không được kiểm định. Loại phóng xạ này có thể gây ung thư, nếu đeo lâu hơn thì rất có khả năng hối không kịp. Cũng may lần này được phát hiện kịp thời, còn chưa hại chết con gái, nếu không sẽ ân hận cả đời. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.